Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia có 24 cửa khẩu quốc tế, 26 cửa khẩu chính và 86 cửa khẩu phụ, với nhiều đường mòn, lối mở. Có 28 khu kinh tế cửa khẩu đã được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động thương mại biên giới đã phát triển mạnh và dần trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên những địa bàn biên giới. Trong những năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia luôn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 12,15% trong giai đoạn 2015-2019. Năm 2019, kim ngạch thương mại Việt Nam và Campuchia đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,56% so với năm 2018, vượt trước thời hạn và mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra. Hai nhà nước đều đang rất quan tâm đến cái việc tạo điều kiện để thuận lợi hóa về thương mại, không phải chỉ trong trực tiếp cho các hoạt động điều hành về thương mại, mà trong cả những cái khung khổ kết nối về hạ tầng giao thông, rồi thì bây giờ là hạ tầng thương mại biên giới và rất nhiều các cái kết nối khác để thúc đẩy cho cái giao lưu và hợp tác trong cả kinh tế và thương mại. Và chính vì vậy thì chúng ta nhận thấy là trong cái thời gian vừa qua thì hàng loạt các cái hiệp định, kể cả những cái hiệp định về hợp tác trong vận tải giao thương cũng như là hợp tác về thương mại và hiệp định về thương mại biên giới đã được ký kết, cũng quy định rõ và cũng xác định rõ những cái giải pháp và biện pháp và những cái cơ chế để thúc đẩy cho cái giao lưu thương mại và hợp tác trong kể cả đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các cái đối tác của cả hai bên, nhất là các cái doanh nghiệp. Bên cạnh những hoạt động tăng trưởng thương mại song phương, thời gian qua Bộ Công Thương còn đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các cặp chợ biên giới cũng như sửa sang nâng cấp các chợ biên giới nhằm hỗ trợ cho cư dân biên giới tăng cường trao đổi giao lưu hàng hóa ở các tỉnh tiếp giáp với Campuchia như Kiên Giang, Đồng Tháp, vân vân. Hiện nay đó thì năm 2019 đó là về cái tình hình xuất nhập khẩu của huyện Nhân Thành là một năm 2019 là khoảng trên là 13 tỷ. Riêng năm 9 tháng 2020 đó là khoảng là 16 tỷ. Thì tôi thấy là cái tình hình xuất nhập khẩu trên cái địa bàn huyện Nhân Thành thì là rất khả quan, nhưng mà cái huyện Nhân Thành thì chưa có cái chợ biên giới. Nếu được đầu tư cái chợ biên giới trên huyện Nhân Thành thì cái tình hình xuất nhập khẩu thời gian tới đối với huyện Nhân Thành thì sẽ phát triển khá, từ đó là dân cư hai bên biên giới giao lưu hàng hóa và thu nhập của hai bên dân cư biên giới là ổn định và phát triển kinh tế của huyện Nhân Thành. Đối với cái chợ Cá Sách này thì nó ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất là cái khu bách hóa ngoài là xây dựng năm 95, rồi tiếp theo năm 2006 được nâng cấp, và vừa rồi thì đối với cái chợ cá này là mới được xây dựng từ nguồn vốn mà mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước khi dịch bệnh xảy ra thì đối với cái chợ này, cái lượng khách Campuchia hàng ngày qua rất đông, mỗi một ngày thì lượng khách Campuchia qua từ 200 đến 300. Thì do đó cái đối với hậu tiểu thương thì trong thời gian trước làm ăn cũng rất là có hiệu quả. Vừa qua tại khu vực cửa khẩu Đa, tỉnh Tơ Bông Khơ Mum, Campuchia, đối diện với cửa khẩu Tràng Riệc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng đã chủ trì lễ khánh thành bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu. Dự án chợ Đa có diện tích hơn 19.600 m², được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 tại khu kinh tế đặc biệt Thari, Tơ Bông Khơ Mum, làng Đa Can Róc, xã Đa, huyện Me Mót, tỉnh Tơ Bông Khơ Mum, Campuchia. Chợ Đa có tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia. Cùng với các công trình hợp tác khác, chợ Đa là minh chứng rõ nhất thể hiện mong muốn của hai nước trong việc không ngừng gia tăng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, với mục tiêu từng bước đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột quan trọng trong hợp tác bền vững lâu dài giữa hai nước. Chợ Đa, chợ biên giới kiểu mẫu sẽ là nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân vùng biên, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Vì lợi ích của nhân dân hai nước, tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước. Với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 5 tỷ đô la ngay trong năm 2020, trước mắt phải đẩy mạnh hợp tác biên mậu thông qua các cặp cửa khẩu quốc tế, các chợ biên giới giữa hai nước, cùng với đó khuyến khích hợp tác thương mại đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước. Có thể nói là cộng đồng doanh nghiệp và cái
các cái người dân của khu vực biên giới thì có thể nói là được hưởng lợi rất nhiều từ những cái hiệp định thương mại biên giới và cả những kết nối hạ tầng thương mại như thế này. Và chúng ta cũng thấy rằng là các cái đầu tư của Việt Nam sang Campuchia cũng đang tăng rất là nhanh, với tổng mức đầu tư hiện nay đến hơn 3 tỷ rưỡi đô la Mỹ, và như vậy cũng là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Campuchia và tạo ra sự gắn kết hơn nữa giữa các cái hai nền kinh tế thông qua cái gắn kết của các cái doanh nghiệp. Đây thì trong cái việc mà khánh thành cái chợ đa ngày hôm nay thì đây cũng lại là cho thấy một cái minh chứng hơn nữa là cái quyết tâm của lãnh đạo của Đảng và Nhà nước của hai bên trong cái việc là tiếp tục là tạo thuận lợi tối đa cho những cái hoạt động hợp tác về kinh tế và thương mại, và mang lại những cái ý nghĩa thiết thực không chỉ cho các cái doanh nghiệp đơn thuần mà còn góp phần và nâng cao cái đời sống cư dân của hai vùng biên giới. Để đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2019, Thủ tướng Hun Sen đã chứng kiến việc hai bên ký biên bản ghi nhớ phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa chính phủ hai nước và một số văn kiện hợp tác quan trọng khác. Để triển khai biên bản ghi nhớ này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai nước. Mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai có hiệu quả bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia. Kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ sẽ triển khai từ ngày 19 tháng 8 năm 2020 đến khi bản ghi nhớ hết hiệu lực vào tháng 10 năm 2022. Kế hoạch sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong 3 năm tiếp theo nếu bản ghi nhớ được gia hạn. Theo kế hoạch, các bộ ngành địa phương liên quan sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung bản ghi nhớ, xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia, xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới, chia sẻ thông tin và đào tạo. Trong đó, trong giai đoạn 2021-2022, tiến hành khảo sát và thống nhất báo cáo chính phủ hai bên xây dựng ít nhất một chợ biên giới, đồng thời triển khai các hoạt động khuyến khích thương nhân Việt Nam và Campuchia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới theo quy định, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư thúc đẩy xây dựng phát triển hạ tầng thương mại biên giới tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, hỗ trợ thương nhân tổ chức giới thiệu, quảng bá và phân phối hàng hóa tại chợ biên giới, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm hội chợ triển lãm.